Mai, phim 18 của Trấn Thành đạt 500 tỷ đồng, vượt nhà bà nữ, thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt. Theo Box Office Việt Nam, đơn vị quan sát phòng vé độc lập, phim chạm mốc 500 tỷ đồng chiều ngày 1 tháng 3 sau 20 ngày ra rạp. Dẫn đầu phòng vé suốt 3 tuần liên tiếp, cuối tuần qua ngày 22 đến ngày 24 tháng 2, phim thu về 55,7 tỷ đồng, bỏ xa các tác phẩm như Gặp lại chị bầu, Thanh gươm diệt quỷ, Gia đình 10 điệp viên mã, Trắng hãng phát hành CG cho biết hiện phim thu hút hơn 5,5 triệu lượt người xem. Trấn Thành nói hạnh phúc vì tác phẩm được khán giả đón nhận. Trước khi ra dạp, Mai được dự đoán khó vượt doanh thu nhà bà nữ, nhãn 16 cộng, bởi được phân loại 18 cộng, kịch bản mang màu sắc bi kịch thay vì theo dòng phim hài Tết, thị phần khán giả hẹp hơn. Năm 2023, nhà bà nữ mất khoảng 3 tháng để đạt mức doanh thu 475 tỷ đồng. Cùng bố già, 427 tỷ. Trấn Thành hiện sở hữu top 3 phim đạt kỷ lục phòng vé. Nhiều ngày qua, Trấn Thành và ekip đi cine tour ở nhiều thành phố lớn, nhận ra tình cảm của khán giả dành cho bộ phim. Mai vốn là phim thử thách nhất với anh bởi chủ đề không phù hợp số đông. Được khán giả đón nhận, tôi càng có niềm tin rằng chủ đề phim không phải là điều duy nhất mang khán giả đến dạp mà còn là chất lượng, anh nói. Hiệu ứng của phim Mai ở thị trường điện ảnh trong nước thu hút sự quan tâm của nhiều tờ báo quốc tế. Hôm 23 tháng 2, Biên tập viên Liz từng của chuyên trang Deadline bày tỏ ấn tượng trước doanh thu của tác phẩm Dự đoán phim sớm phá kỷ lục của nhà bà nữ. Liz từng nhận định thành tích của Mai và nhiều tác phẩm nội địa phản ánh sự phục hồi của thị trường phim ảnh sau đại dịch. Một số chuyên gia cho rằng điện ảnh Việt đang phát triển nhanh thứ hai ở châu Á sau Ấn Độ. Theo ghi nhận của các tạp chí quốc tế, hiện khán giả Việt có xu hướng thích phim trong nước hơn tác phẩm Hollywood. Mai xoay quanh cuộc sống của nữ chính tên Mai, Phương Anh Đào một nhân viên Mersas gần 40 tuổi tình cờ gặp nhạc công Dương, Tuấn Trần và được anh săn đón. Tự ti bản thân, Mai không đủ dũng khí đón nhận tình cảm của chàng trai kém cô 7 tuổi. Trấn Thành tiết chế những cảnh đấu khẩu giữa các nhân vật, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, kiểm soát được nhịp phim. Phương Anh Đào được tạo nhiều đất diễn với những phân đoạn đào sâu về nội tâm, như cảnh cô chật vật làm mẹ đơn thân, bất lực khi con quấy khóc. Ở dàn vai phụ, Hồng Đào là điểm nhấn khi vào vai bà Đào, người luôn khuyến khích mai sống hết mình vì tình yêu hết mình